chương 101, thám hiểm kế hoạch. Ta cũng cảm thấy giết trở về, là có thể được. Bất quá, thiên bá cùng thanh sơn, các ngươi nhất thiết phải đi theo phía sau chúng ta, không thể xung kích tại phía trước. Đến nỗi thanh linh mà nói, ngươi liền canh giữ ở trong nhà, liền tốt. Đối với Lý Hàng Mai an bài, chu thiên bá, Lý Thanh Sơn hai người không có dị nghị. Hai người bọn họ dù sao cũng là huyết nhục chi khu, rất dễ dàng liền sẽ thụ thương. Mà cự đao, cự kiếm cả hai không sợ bị thương, tại phía trước mở đường, đây là lựa chọn tốt nhất. Đến đổi Chu Thanh Linh đi, nàng mới luyện khí hai tầng, dễ dàng thụ thương, không bằng ở lại trong nhà trông coi vật tư. Lão mụ, ta cũng muốn đi. Chu Thanh Linh nhếch miệng, ta cũng không phải ba tuổi tiểu hài tử, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Hơn nữa, mỗi lần đều là các ngươi đi thám hiểm, ta không sống được. Trong mấy ngày nay, vô luận là đi thương khố làm vật tư, vẫn là đi ga ra tầng ngầm sát thú thủ đang. Chu Thanh Linh toàn bộ đều đảm nhiệm nhân viên hậu cần nhân vật, chủ yếu phụ trách trong coi doanh địa, trong coi vật tư. Nàng cảm giác mình tựa như là bình hoa bài trí, Chu Thanh Linh rất là không phục. Mình bây giờ luyện khí hai tầng, cũng là có chút điểm thực lực, thật sao? Không được, một cái nữ hài tử gia gia, luôn chém chém giết giết cái này không tốt. Hơn nữa, ngươi mới luyện khí hai tầng, quá yếu. Lý Hàng Mai ngữ khí kiên định, chính là không để Chu Thanh Linh đi. Dưới cái nhìn của nàng, nữ hài tử muốn phú dưỡng, giết thú loại này việc tốn thể lực, không chỉ có huyết tinh hơn nữa còn rất tràn đầy nguy hiểm. Lý Hàng Mai cũng không muốn chính mình quý giá nữ nhi bị thương tổn, cho dù là lau một lớp da, nàng cũng sẽ thương tâm đến cực điểm. Chu Xuyên Hùng cũng không nỡ nữ nhi mạo hiểm, liền vội vàng khuyên nhủ, Thanh Linh A, à, ngươi liền nghe mẹ ngươi lời nói, ngoan ngoãn chờ trong nhà liền tốt. Chúng ta cũng không phải sợ ngươi níu áo, không phải sợ ngươi thêm phiền, mà là sợ ngươi gặp phải nguy hiểm A. À. Vạn nhất bị thương, trên thân lưu lại khối vết sẹo, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Chu Xuyên Hùng biết mình nữ nhi tính bướng bỉnh, cho nên hắn vội vàng trợ giúp Lý Hàng Mai tới khuyên thân là huynh trưởng chu thiên bá cũng không nhìn nổi mụi mùi thụ thương thanh linh ngươi liền ngoan ngoãn ở lại nhà trông coi vật tư thôi có ta cùng lão ba lão mụ thanh sơn huynh đệ tại chúng ta cam đoan thuận lợi lấy đi nội đan tiếp đó về đến nhà trong ga ra tầng ngầm chuột quá nhiều hơn nửa hàm răng của bọn nó sắc bén phương thức công kích ác độc vạn nhất như lần trước giống như thủy triều tuôn đi qua chu thanh linh bị thương vậy coi như không xong nam hài tử trên thân lưu vết sẹo là bá đạo dương cương nhưng nữ hài tử vạn nhất thụ thương lưu lại vết sẹo, này lại đại đại ảnh hưởng mỹ quan, về sau không có nam hài tử muốn. Kiến gia người đều khuyên chính mình, Chu Thanh Linh chết miệng môi, trong lòng có chút hứa không vui, cái gì đó, đều coi ta là thành tiểu hài, ta thế nhưng là luyện khí hai tầng tiên nhân, ta cũng là có thực lực được chứ. Những ngày này đã trải qua rất nhiều chuyện, Chu Thanh Linh đã dần dần thích ứng sát lục, nhìn thấy tình cảnh máu tanh sẽ lại không buồn nôn khó chịu. Nàng cũng tưởng tượng đại gia, cùng xuất hành, cùng một chỗ mạo hiểm, cùng một chỗ thu được cơ duyên. Chu Thanh Linh không muốn làm đầu cá ướp muối, chờ lấy Lý Thanh Sơn cùng người nhà nhóm đem cơ duyên đúc tới chính mình trong miệng. Loại chuyện lạc vặt này phát thật không có kính nghi. Nhìn thấy Chu Thanh Linh xinh đẹp trên gương mặt không cam lòng. Một mực giữ yên lặng Lý Thanh Sơn, chủ động nói, thiên bá huynh, thúc thúc, a di, Thanh Linh muốn cùng một chỗ lịch luyện, liền để nàng cùng một chỗ A. Bây giờ thế giới rất loạn, Thanh Linh đi theo chúng ta hành động chung, có thể học được rất nhiều sinh tồn cùng kỹ năng chiến đấu, để cho chính mình nắm giữ năng lực bảo vệ bản thân lần này cả nhà chúng ta người đồng thời xúc động thanh linh thụ thương tỷ lệ rất thấp hơn nữa ta sẽ thời khắc thủ hộ tại thanh linh bên cạnh bảo hộ nàng chu toàn nói thời điểm lý thanh sơn ánh mắt rơi vào xinh đẹp trên thân chu thanh linh tiếp tục nói thanh linh ngươi liền đi theo bên thân ta nghe ta chỉ huy đừng lộn xộn có thể làm được không làm được ngươi liền theo chúng ta cùng đi trong khoảng thời gian này lý thanh sơn dẫn dắt chu thị một nhà trở nên cường đại hắn tại mọi người bên trong có nhất định quyền nói chuyện có thể làm ra rất nhiều đại sự bên trên quyết sách. Nhất thời, Chu Xuyên Hùng bọn người bắt đầu chuyển biến chuyện, hỏi thăm Chu Thanh Linh, Thanh Linh A, à, Thanh Sơn nói ngươi có thể đi, ngươi liền có thể đi. Nhưng ngươi phải thật tốt nghe Thanh Sơn, ngươi biết không? Chu Thiên Bá nói, Thanh Sơn huynh đệ thế nhưng là rất mạnh, Thanh Linh giao cho ngươi, chúng ta đều rất yên tâm. Chu Thị Phụ Mẫu cùng Chu Thiên Bá, đều rất tín nhiệm Lý Thanh Sơn năng lực. Chu Thanh Linh nghe vậy, mang tay chỉ một thoáng có chút hồng nhuận xuống, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ càng là hơi hơi bịt kín một lớp ánh nắng đỏ rực cái gì đó ta nói nửa ngày muốn đi cũng không dễ xài cũng chỉ có thanh sơn nói chuyện dễ dùng lão ba lão mụ lão ca đều nghe thanh sơn trong lòng chu thanh linh cảm giác có chút hứa cổ quái liếc mắt nhìn lý thanh sơn phát giác hắn rất nén lòng mà nhìn càng xem càng thuận mắt còn mang theo một tia cảm giác an toàn chu thanh linh gương mặt càng là hơi hồng nhuận có chút đứng ngồi không yên nàng vội vàng ứng tiếng nói các ngươi để cho ta cùng đi ga ra tầng ngầm mà nói ta liền đi theo Thanh Sơn bên cạnh, nghe hắn lời nói. Trước đó chính mình bảo hộ Lý Thanh Sơn con mọc sách này. Không nghĩ tới bây giờ đến phiên con mọc sách này tới bảo vệ chính mình. Hơn nữa, người nhà của mình, tự hồ còn rất ưa thích Lý Thanh Sơn. Chu Thanh Linh đỏ mặt, tâm tình lộn xộn, giống như có nai con đang khắp nơi đi loạn. Lý Thanh Sơn liếc mắt nhìn Chu Thanh Linh, tự nhiên thấy được nàng phím hồng gương mặt bên tai rễ. Đỏ mặt cái gì? Lý Thanh Sơn trong lòng tự nhủ, toàn cầu dị năng buông xuống một ngày kia, đại gia đều thẳng thắn đối đãi qua, không có gì tốt đỏ mặt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, về sau cô gái nhỏ này yếu hại xấu hổ chỗ, tự hồ còn rất nhiều đâu. Liền như vậy, người một nhà vui vẻ hòa thuận định rồi xuống, quyết định năm người cùng một chỗ đi tới ga ra tầng ngầm, chém giết chuột, săn bắt nội đang. Chỉ có điều, bên ngoài bây giờ sắc trời đã ảm đạm xuống, mây đen dày đặc, không nhìn thấy chút điểm tinh quang. Thỉnh thoảng có yêu phong phất qua, thời tiết tự hồ cũng đi theo dị biến, trở nên càng ngày càng kém đi cực đoan bây giờ trời tối là chuột qua lại thời điểm chúng ta bây giờ xuất phát không có thiên thời địa lợi dễ dàng tao ngộ nguy hiểm đợi ngày mai hừng đông chúng ta lại đi ga ra tầng ngầm a hơn nữa chúng ta còn không rõ ràng lắm những quái vật này chuột bự có thể hay không tuôn ra nội đan cho nên ngày mai từ ta cùng a di thúc thúc cùng lúc xuất phát đi tới ga ra tầng ngầm trước tiên kiểm tra một phen thiên bá huynh cùng thanh linh trong coi nhà bảo vệ tốt vật tư nếu ra ra tầng ngầm chuột bự có thể tuôn ra nội đan, ta tại cái khác an bài thời gian, cùng nhau đi tới sang bắt nội đan. Lý Thanh Sơn đem kế hoạch phục bàn một lần. Đồng thời, hắn chủ động đề nghị, đem thám hiểm thời gian, an bài tại ngày thứ hai. Chu thị người một nhà sau khi nghe, đều cảm thấy Lý Thanh Sơn kế hoạch rất là chu đáo chặt chẽ ổn thỏa, có thể thực hiện. Tất cả mọi người biểu thị không có ý kiến, cứ dựa theo Lý Thanh Sơn lời nói làm việc. Chuyện này, liền như vậy quyết định xuống. Chương 102, Phạm Ghét Mây tiếp lấy chu thị người một nhà cùng lý thanh sơn cũng không có rảnh rỗi dạ hát phong cao chính là dấu tài cố gắng tu luyện thời điểm tốt chu thị người một nhà tướng môn cửa sổ quan trọng cùng ngăn cách ngoại giới tiếp đó trong phòng bắt đầu tu luyện lý thanh sơn luyện khí tầng 4, chủ yếu tu luyện cầm long khống hạt đồng thời bắt đầu nếm thử lại tu luyện từ đầu một chút linh quyết chu thanh linh cùng chu thiên bá hai người theo thứ tự là luyện khí hai tầng luyện khí một tầng chủ yếu tu luyện long hổ quyền chu thị phụ mẫu thì nghiên cứu khí diễn quyết đến thử cảm ngộ đồng thời lấy ra thiên địa linh khí lấy mở rộng cơ thể mạch lạc tại ngoại giới có một chút dị năng giả tại trong nhà mình xuyên thấu qua cửa sổ thỉnh thoảng sẽ quan sát một chút chu thị người một nhà động tĩnh nhìn thấy người một nhà này tướng môn cửa sổ đóng chặt không thiếu dị năng giả đều cảm giác được khác thường xuyên thấu qua như thế một tiểu chi tiết không ít người tin đồn thất thiệt đều đang suy đoán người một nhà này chắc chắn bị trọng thương tướng môn cửa sổ đóng chặt để tránh có người xâm lấn tại chu thị khu biệt thự bên ngoài một tòa cao tầng tiểu khu, 669 số phòng bên trong. Lúc này có bốn đại hán, đang đứng ở trước cửa sổ, nhìn xem chu thị một nhà nhà. Trong đó một cái thân hình tráng kiện, cái kia hai đầu cơ bắp tăng vọt đến giống như sườn núi nhỏ đồng dạng, hắn mở miệng nói ra, các ngươi nhìn thấy không, người một nhà này, cửa ra vào ngừng hai chiếc xe tải lớn, còn có một xe minibus. Người một nhà này bên trong, có rất nhiều vật tư. Lão Phạm, thấy được. Bên cạnh một cái đầu đầy tóc ngắn giống như cương châm lớn như vậy hắn ứng thanh, bọn hắn rất mạnh hơn nữa rất giàu, bằng không thì không có khả năng làm đến như vậy nhiều vật tư. Đại hán này thân hình, cũng là rất tráng kiện, bất quá trên người hai đầu cơ bắp tương đối vừa rồi người kia ít đi một chút. Mụ nội nó, loạn thế đồn lương, người nhà này muốn đói chết ta nhóm, đơn giản quá không có đạo đức, nhất thiết phải cướp sạch bọn hắn. Bên cạnh một cái đôi mắt dựng thẳng, tóc trên đầu quỷ dị một dạng là từng cái màu đen trường xà nam tử, trực tiếp tuôn ra miệng. Nói thế nào, dạ hắc phong cao, cạo chết bọn hắn. Một cái đầu người thân bò đại hán, nói trong mắt lập lòe bừng bừng sát khí được xưng là lão phạm tráng kiện nam tử nói đang có ý đó lúc ban ngày các ngươi đều thấy người nhà này tiến nhập ga ra tầng ngầm tiếp đó máu me khắp người trở lại đi cái kia ga ra tầng ngầm giống như có khó lường đồ vật đem bọn hắn người một nhà toàn bộ đều bị đã thương cái này vừa vặn cho chúng ta cung cấp một cái cơ hội tốt vô cùng chờ sau đó chúng ta bốn người cùng lúc xuất phát tạo chết bọn hắn cái này lão phạm tên đầy đủ phạm ghét mây tại toàn cầu dị năng đến thời điểm chạm một đôi 50kg tạ tay, tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ, dị năng lại có thể để cho chính mình một đôi nắm đấm trở nên kiên cường vô cùng. Hôm nay Chu Thị người một nhà cử động, thật sự là quá làm người khác chú ý. Thân là kiện thân nam, phạm ghét mây sức ăn rất lớn, trong nhà đã không có lương thực, đói bụng đã lâu. Chu Thị một nhà vật tư, đưa tới chú ý của hắn, lúc này mới gọi trước kia các huynh đệ, chuẩn bị làm nhiều tiền. Tóc giống như cương châm nam tử, tên là Diệp Minh Huy, toàn cầu dị năng buông xuống hắn đã nghĩ tới dung ma ma đâm người bản lĩnh rất mạnh, liền chạm một cây dài 3cm sắc bén cương châm, thu được có thể để cho trên thân thể lông tóc biến thành cương châm năng lực. Một khi mở ra dị năng, tóc của hắn, sợi râu, lông tay, lông chân, thậm chí là mau, cũng có thể biến thành cương châm, đối với địch nhân tạo thành tổn thương to lớn. Diệp Minh Huy đồng ý nói, thừa dịp bọn hắn bệnh, muốn mạng bọn họ. Bây giờ là buổi tối, người nhà này không chỉ có bị thương, hơn nữa còn đều đang ngủ. Chúng ta bốn người ra tay, tuyệt đối có thể bắt lấy bọn hắn. Đúng, cái kia phụ nữ có chồng, còn có cái kia tiểu nữ nhi, các ngươi đều đừng đánh chết. Lưu lại, ta có tác dụng lớn. Nói thời điểm, hắn còn liếm liếm đầu lưỡi, trên thân thể một chút lông tóc, lập tức dựng thẳng lên, đã biến thành từng cây sắt bén cương châm. Đúng, đừng đánh chết. Ta để cho ta rắn đen nhỏ nhóm, nếm thử tư vị. Trên đầu mọc ra hắc xà trường xà tóc nam tử, lộ ra một vòng nụ cười tà ác, nói. Hắn tên là Chu Hừng Hực, toàn cầu dị năng lúc hàng lâm, chạm tới một đầu hắc xà, khiến cho tóc của mình đã biến thành từng cái màu đen tiểu xà. Tại thời điểm chiến đấu, hắn màu đen tiểu xà tóc, có thể trong nháy mắt dài ra, biến thành từng cái giữ tận hắc xà trường xà, đối với địch nhân khởi xướng tiến công. Mà cuối cùng cái này đầu người thân bò, hai chân biến thành bốn vó nam tử, thì tên là Dương Giáp Cường. Hắn toàn cầu dị năng đến thời điểm, chạm một con trâu, kết quả cơ thể biến thành thân bò, nắm giữ bốn cái móng trâu. Hắn có rất mạnh sông vào năng lực, trong tay như phân phối một thanh lợi khí, có thể đại sát tứ phương. Bây giờ sắc trời còn không phải đã khuya, chờ một chút. Chờ người nhà này tiến vào mộng đẹp, chúng ta tại cưỡng ép xâm nhập, trước tiên đem lợi hại đánh chết. Dương Giác Cường mở miệng nói ra, trong mắt đằng đằng sát khí. Toàn cầu dị năng buông xuống, sinh sản sụp đổ. Vì nhận được vật tư, rất nhiều dị năng giả cũng bắt đầu đi mà rất hiểm, trở nên khát máu, giết hại đồng loại. Đây đều là vì sống sót. Hảo, chúng ta liền đang chờ chờ. Phạm ghét mây gật gật đầu, đạo cái này một đám bốn người, tại trên thật cao tầng lầu, yên lặng nhìn chăm chú lên một nhà này. Đến chạng vạn tối khoảng một giờ, phía ngoài cùng phong hô hô mà rít gào, nguyệt quan quỷ dị. Dạng này cực đoan hoàn cảnh cùng trong nhà ấm áp, tạo thành cực lớn tương phản, có thể để người ta ngủ say xưa. Phạm ghét mây cảm thấy trên lệch thời gian không nhiều lắm, liền chủ động mở miệng nói ra, tốt, không sai biệt lắm, chúng ta nên đi tiễn đưa người một nhà này lên đường. Diệp Minh Huy hai tay cùng hai chân bên trên lông chân, bỗng nhiên biến thành cương châm, gật gật đầu, đi, đi đâm chết bọn hắn. Chu hừng hực đỉnh đầu màu đen tiểu xà, điên cuồng phun lưỡi rắn, ta tiểu xà nhóm đói bụng, nên bổ sung điểm máu mới. Dương Giáp Cường móng trâu bỗng nhiên đạp động địa mặt, đi lên, chém chết bọn hắn. Nói thời điểm, Dương Giáp Cường còn từ trên mặt bàn nhấc lên hai thanh dao phay. Trâu rừng một dạng va chạm năng lực, tại phối hợp cái này hai thanh sắc bén dao phay. Dương Giáp Cường cảm thấy mình có thể chém chết Chu thị một nhà thụ thương các dị năng giả. Bốn người đã định chủ ý, sau đó liền bắt đầu xuống lầu hướng về chu thị một nhà tới gần bây giờ rất nhiều gia đình đều tắt đèn ngủ nhưng toàn cầu dị năng đến có một số người nhà lòng cảnh giác tương đối cao lưu lại một số người làm người gác đêm cái gì là người gác đêm một khi gặp nguy hiểm liền sẽ trước tiên lay tỉnh người nhà bằng hữu phạm ghét mây một nhóm trong bốn người dương giáp cường bởi vì thân bò nguyên nhân dẫm đạp ở giữa tạo thành động tỉnh quá lớn cái này đưa tới không thiếu người gác đêm chú ý những dị năng giả này xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bốn người này bắt đầu hướng về chu thị một nhà sờ lên lập tức đều lên tinh thần lại có người muốn tiên hạ thủ vi cường thừa dịp trời tối đi công kích một nhà kia người có trò hay để nhìn có một vị năng giả trong đêm tối phun lưỡi rắn lẩm bẩm bốn người này còn thực sự là gan lớn vậy mà sờ qua đi nếu là bọn hắn có thể cầm xuống người một nhà này ta liền đem lão từ bọn hắn lay tỉnh cùng đi phân chén canh có một vị năng giả trong cặp mắt con ngươi là màu đỏ sậm giống như hỏa diễm đồng dạng lẩm bẩm một tiếng. Đại gia ngủ ngon. Buổi trưa sao? Sáng sớm tốt lành. Có phiếu phiếu cho ta a. À. Chúc phúc đại gia phản lão hoàng đồng tiết khoái hoạt. Chương 103, Hỏa quyết. Ân. Ừ. Nhanh như vậy đã có người bày ra hành động, muốn đi đối phó người một nhà này. Thật có ý tứ, chật chật chật. Trong cao tầng, có một vị năng giả xuyên thấu qua cửa sổ, đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Nửa người trên của hắn là thân người đầu người, xuống nửa người quỷ dị giống như lại là một đầu đại mãn xà thân thể phanh cái đuôi trọng trọng đảo qua trực tiếp đánh vào sau lưng một cái nằm dưới đất trên người lão nhân ách lão nhân kia trực tiếp bị kích choáng đi qua sau đó hắn bắt đầu đối với gia đình này bày ra lớn tìm kiếm tìm kiếm thức ăn cùng với vật phẩm có giá trị mặt khác một chỗ có một cái vả miệng mọc ra bằng phẳng vịt miệng dị năng giả quan sát từ đằng xa trong miệng phát ra vịt được tiếng nói âm thanh và hắc phong cao giết người đêm nhóm người này là muốn đi giết người a các loại nếu là tình huống thích hợp ta cũng xuống đi trộn lẫn bên trên đầy miệng người dị năng giả này trong mắt lập lòe sáng chói tinh mang khóe miệng càng là dương lên một vòng nụ cười tà ác tại chu thị người một nhà chỗ phụ cận biệt thự rất nhiều dị năng giả đều chú ý tới phạm ghét mây chu hừng hực đám người cử động biết được bọn hắn muốn đi làm một món lớn chuyện tất cả mọi người giữ yên lặng đều yên lặng nhìn xem cái này ra trò hay không có ai muốn bây giờ liền chen vào một chân đối với chu thị người một nhà thực lực chân thật đại gia còn không phải rất rõ ràng, toàn bộ cũng không dám dễ dàng mạo hiểm. Một khi phạm ghét mây nhóm người này được như ý, thật đem chu thị người một nhà diệt đi, như vậy liền sẽ có rất nhiều dị năng giả giống như là thủy triều lại hồ theo, kiếm một chén canh. Còn nếu là nhóm người này ăn quả đắng, bị giáo huấn hay là bị tại chỗ chém giết, như vậy mọi người liền tạm thời đem tham niệm thu lại, xem như không có chuyện này phát sinh qua. Còn có một loại tình huống, đó chính là phạm ghét mây một đoàn người cùng chu thị một nhà sau đại chiến, rơi vào lưỡng bại câu thương hạ tràng loại tình huống này thì càng tốt ngắm nhìn các vị năng giả sẽ trực tiếp diễn ra một cái ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi trò hay chu thị một nhà chỗ trong biệt thự cửa biệt thự cửa sổ đóng chặt một bộ bế quan khóa nhà bộ dáng cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách trong phòng chu thị người một nhà bao quát lý thanh sơn ở bên trong toàn bộ đều đang nghiêm túc tu luyện cứ việc bây giờ đã một giờ đồng hồ nhưng mà không có ai muốn phải nghỉ ngơi bọn hắn một nhà kỳ thực cũng là có người gác đêm đại gia thay phiên buổi tối thức đêm trong coi nhà, để tránh có người xâm lấn. Hôm nay gác đêm việc làm, vừa vặn đến phiên Lý Thanh Sơn. Bất quá tối hôm nay, Chu thị vợ chồng, bị kích thích. Lý Hàng Mai muốn trở nên trẻ tuổi xinh đẹp, mà Chu Xuyên Hùng thì muốn hùng tráng đứng lên. Vợ chồng hai người đều tại thật tốt tu luyện, không có ngủ ý nghĩ. Bọn hắn một mực ở tại trong đại sảnh tu luyện khí diễn quyết, thỉnh thoảng sẽ thỉnh giáo Lý Thanh Sơn một đôi lời. Đối với cái này, Lý Thanh Sơn rất tình nguyện ngay trước mặt Chu Xuyên Hùng, đem mình học giúp túi tương thụ mà Chu Thanh Linh cùng Chu Thiên Bá hai người tu vi vừa đột phá, tinh lực thịnh vượng, cũng là không muốn ngủ. Thế là, người một nhà liền toàn bộ đều tại thức đêm tu tiên, không có người có buồn ngủ. Lý Thanh Sơn bên này. Hắn đang lần nữa nhặt lên linh quyết bên trong hỏa quyết. Chỉ nghe Lý Thanh Sơn miệng niệm một chút tối tâm khó hiểu văn tự. Sau đó, hai tay của hắn lộ ra chỉ kiếm bộ dáng, trên không trung một hồi khoa tay. Hoắc. Một đạo lửa nhỏ diễm từ Lý Thanh Sơn trên ngón tay nhảy ra, lấy linh lực vì nhiên liệu, kéo dài thiêu đốt. Wow! Một bên Chu Thanh Linh không khỏi kinh ngạc lên tiếng, nàng không nghĩ tới cái này Lý Thanh Sơn vậy mà vô căn cứ làm ra hỏa diễm tới. Đây chính là tiên pháp. Thật sự là quá thần kỳ. Bên cạnh, Chu Thiên Bá, Chu Xuyên Hùng, Lý Hàng Mai ba người cũng là đều nhìn lại, mặt mũi tràn đầy giật mình. Lý Thanh Sơn ngón tay, thật giống như cái bật lửa, ở trên đó thiêu đốt lên một đoàn rào rạc hỏa diễm. Hỏa diễm nhảy lên rất cao, đem trên trần nhà một khối nước sơn trắng đều đốt phải cháy đen, sau đó ở tại trong tay kéo dài thiêu đốt. Thanh Sơn huynh đệ, đây là cái gì? Nhanh dậy ta một chút. Chu Thiên Bá hai mắt tỏa sáng, trong mắt tràn đầy khát vọng. Cái này vô căn cứ bóp ra ngọn lửa bản sự, đối với mỗi một cái nam tính cũng có cám dỗ trí mạng. Ngay cả Chu Xuyên Hùng cũng không chống nổi nghi ngờ, Thanh Sơn tiểu lão sư, đây là công pháp gì, đây cũng quá thần kỳ a. À? Vô căn cứ bóp ra hỏa diễm. Có phải hay không còn có thể vô căn cứ phun ra bọt nước? Chu Xuyên Hùng ánh mắt tò mò, gắt gao rơi vào trên thân lý Thanh Sơn. Thử nghĩ một cái, về sau trên miệng ngậm điếu thuốc tiếp đó vô căn cứ tại bóp ra một đám lửa đem điếu thuốc nhóm lửa cái này bức cách cao a suy nghĩ lại một chút về sau đánh nhau xong về sau tùy tiện ném ra một đám lửa đem đối phương thi thể thiêu đốt mất toàn bộ nghiền xương thành tro cái này nhiều soái khí a nam nhân đến chết cũng là thiếu niên chu xuyên hùng nghĩ tới những thứ này hình ảnh liền toàn thân kích động đến không được một bên lý hàng mai cũng là nhìn xem lý thanh sơn muốn nghe một chút hắn nói như thế nào lý thanh sơn sau khi nghe khóe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái, thầm nghĩ cái gì gọi là vô căn cứ bóp ra hỏa diễm, cùng với vô căn cứ phun ra bọt nước. Như thế nào cảm giác cái này thúc thúc, có chút không đứng đắn. Vội ho một tiếng sau, Lý Thanh Sơn thần sắc trở nên đứng đắn, nghiêm túc, đây là linh quyết bên trong một loại công pháp cơ bản, tên là hỏa quyết, chủ yếu là đem linh lực chuyển hóa làm hỏa diễm. Cần luyện khí tầng 4 mới có thể học tập. Theo đối lửa quyết càng ngày càng tinh thông, còn có thể phóng xuất ra tiểu hỏa cầu, đại hỏa cầu, thiên thạch hỏa cầu trừ cái đó ra, nếu là có thể thu được một chút cái khắc hỏa thuộc tính công pháp, sẽ có thể đề cao cái này hỏa quyết lực sát thương. Tỷ như nói, chồng diễn quyết, phần thiên công, tử dương. Lý Thanh Sơn giảng giải cạn kẽ. Nói thời điểm, hắn liếc mắt nhìn trên tay cái này đoàn rào rạc hỏa diễm, trong lòng rất là ngoài ý muốn. Kỳ quái, ta kiếp trước luyện khí tầng 4 thời điểm, sử dụng cái này hỏa quyết. Cái kia sản xuất ra hỏa diễm, giống như là một cái ngọn lửa nhỏ, cùng bật lửa ngọn lửa một dạng nhỏ bé, lúc nào cũng có thể sẽ có tác phong hiểm. Bây giờ cái này hỏa, vậy mà ra ngoài ý định một dạng mãnh liệt, đây thật là chuyện lạ. Hẳn là âm dương thể chất công lao, nó không chỉ có để cho ta có thể nhanh chóng tu luyện, nhanh chóng học tập đủ loại công pháp, còn có thể hoàn thiện công pháp thể hệ. Cái này âm dương thể chất, thật đúng là biến thái a. Lý Thanh Sơn suy nghĩ, hơi hơi mở ra một tiểu xoa, đối với cái này âm dương thể chất lại có trình độ nhất định hiểu rõ. Thanh Sơn huynh đệ, ngươi biết được cũng thật nhiều a. Chu Thiên Bá thần sắc bên trong có chút thất lạc, ta bây giờ mới luyện khí một tầng, muốn học tập cái này hỏa quyết, còn cần tiếp tục tu luyện mới được. Luyện khí tầng 4, đối với Chu Thiên Bá tới nói, liền chơi như một tòa núi cao. Muốn leo lên tòa này núi cao, cũng không dễ dàng. Chu Thiên Bá, Chu Xuyên Hùng, Lý Hàng Mai ba người đều cảm giác khó chịu, có chút ngóng nhìn không thể thành. Ta hiểu phải cũng không nhiều. Lý Thanh Sơn khoát tay áo, đây đều là vị kia tiên nhân báo mộng chỉ cho ta lộ, nói cho ta biết thôi. Đây là mọi người chúng ta cơ duyên, chờ các ngươi đến phù hợp cảnh giới, ta sẽ nói cho các ngươi biết, đồng thời dạy các ngươi." Chu thị người một nhà liên tục gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Tiếp lấy, Lý Thanh Sơn tiếp tục nghiên cứu hỏa quyết, mà Chu thị người một nhà thì tự mình tu luyện chính mình. Chương 104: Khách không mời mà đến. Trừ hỏa quyết, Lý Thanh Sơn còn có thể thủy quyết. Đảo cổ một hồi hỏa quyết về sau, Lý Thanh Sơn liền bắt đầu chơi đùa thủy quyết. Thủy tới chỉ nghe Lý Thanh Sơn miệng niệm một đoạn tối tăm khó hiểu chú ngữ, sau đó trên tay bóp một cái hình mờ. Một cột nước, lập tức từ Lý Thanh Sơn trong tay phun tới. Ba ba ba. Cột nước rơi trên mặt đất, trong nháy mắt đem sàn nhà cho làm ướt. Lý Thanh Sơn thấy thế, liền vội vàng đem thủy quyết thu vào, nếu không, toàn bộ một tầng đều sẽ bị ướt nhẹp. Chu thị người một nhà lần nữa bị Lý Thanh Sơn động tĩnh hấp dẫn, không khỏi đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Thanh Sơn tiểu lão sư, vừa rồi ngươi thi triển thế nhưng là thủy quyết chu xuyên hùng hiếu kỳ hỏi thăm ta nhìn thấy một đầu cục nước từ trong đầu ngón tay của ngươi phun ra đi ra thực sự là thần kỳ nhìn xem trên sàn nhà ẩm ướt thủy chu xuyên hùng đầu não khẽ động đâm vào một cái ý tưởng to gan hơn nửa giảo động hắn không khỏi dò hỏi những thứ này thủy có thể uống sao chu thanh linh lý hãm mai chu thiên bá ba người không khỏi đều nhìn lại ánh mắt tò mò rơi vào trên thân lý thanh sơn nếu là những thứ này thủy có thể uống như vậy người một nhà bọn họ về sau cũng không lo không có nước uống thậm chí bọn hắn còn có thể lấy ra những thứ này thủy bỏ ra bán cho một chút dị năng giả thu hoạch vật tư tỉ mỉ nghĩ lại đây là một cái cỡ nào cường đại thủ đoạn a tại trong loạn thế bằng vào bán thủy phát tài có thể lý thanh sơn gật gật đầu khẳng định làm ra đáp lại những thứ này thủy là có thể uống sử dụng thủy quyết tiêu hao linh lực có thể vô căn cứ phun ra có thể uống thủy tới càng là tu luyện nước này quyết còn có thể dùng để chiến đấu hướng về địch nhân ném ra thủy cầu các loại đây chính là tốt năng lực a chu xuyên hùng không khỏi nói thanh sơn ngươi cần phải thật tốt ẩn tàng năng lực này không cần tiết ra ngoài bằng không dễ dàng dẫn tới hỏa sát thân a bây giờ có rất nhiều gia đình dùng thủy toàn bộ đều ngừng rơi mất hệ thống cấp nước gặp phá hư rất nhiều người không dùng được thủy trừ cái đó ra còn có một số dị năng giả cố ý sử dụng chính mình bẩn thiểu dị năng ô nhiễm dòng sông cái này khiến có thể uống thủy càng ít thủy thế nhưng là sinh mệnh chi nguyên không có thủy dù là ngươi dị năng tại cường đại cũng cuối cùng sẽ chết khác. Mà Lý Thanh Sơn năng lực này, có thể cho đại gia cung cấp liên tục không ngừng có thế thức uống nguyên. Một khi bị người biết được, đồng thời bị một chút cường giả cho để mắt tới. Đến lúc đó Lý Thanh Sơn có thể sẽ bị chọc tới làm cải bẹ, mỗi ngày ép khô trên người hắn thủy. Lý Thanh Sơn tự nhiên biết trong đó lợi hại quan hệ. Hắn gật gật đầu, thần tình nghiêm túc, thúc thúc, ta không phải là đồ đần, sẽ không ở bên ngoài cố ý khoe khoang năng lực của mình. Chuyện này, mọi người chúng ta biết liền tốt sở dĩ cho đại gia bày ra thủy quyết đồng thời nói cho đại gia là vì để cho tất cả mọi người yên tâm tất cả mọi người thật tốt tu luyện lý thanh sơn mỗi lần đều cho chu thị một nhà mang đến kinh hỷ một lời một hành động của hắn là cỡ nào đáng tin cậy chu thị một nhà sau khi nghe liên tục gật đầu tỏ ra hiểu rõ ngay sau đó đại gia lại bắt đầu cố gắng bắt đầu tu luyện riêng phần mình công pháp kể từ thấy được hỏa quyết thủy quyết chỗ lợi hại về sau chu thị một nhà cùng như là phát điên càng thêm dùng sức tu luyện luyện khí tầng 4, học tập linh quyết. Đây là người một nhà bọn họ cùng chung mục tiêu. Nhất là nắm giữ âm dương thể chất Chu Thanh Linh, trong đôi mắt đẹp càng là lập lòe ánh sáng kiên định, ta nhất thiết phải thật tốt cố lên, đuổi kịp Thanh Sơn bước chân. Ta đừng cho đại gia bảo hộ ta, ta muốn bảo vệ đại gia. Trong lòng dựng thẳng lên kiên định quyết tâm, Chu Thanh Linh điên cùng vận chuyển khí diễn quyết, lấy ra thiên địa linh khí, tới tẩm bổ, mở rộng tự thân. Mà tại Chu Thị một nhà cùng Lý Thanh Sơn khí thế ngất trời ra sức lúc thời điểm tu luyện bọn hắn không biết đang có bốn cái dị năng giả thừa dịp giả hắc phong cao đang lặng yên tiếp cận bọn hắn nhà bên này phạm ghét mây chu hừng hực diệp minh huy dương giác cường bốn người đã tới cửa chính biệt thự nơi cửa chu hừng hực trên đỉnh đầu từng cái hắc xà trở nên nóng nảy trên không trung không ngừng vũ động hắn lông mày hơi nhíu lại kỳ quái ta tiểu xà nhóm cảm ứng được trong phòng này có hoạt động dị năng giả bọn hắn không ngủ phải không phạm ghét mây nói xem ra người nhà này lòng cảnh giác rất cao lưu lại người gác đêm tại gác đêm. Chu hừng hực, người có thể xác định cái kia người gác đêm tại lầu mấy sao? Chu vội vàng dị năng cùng hắc xà có liên quan, có dị biến nhiệt cảm ứng khí quan, có thể khóa chặt con mồi vị trí. Cẩn thận cảm thụ một phen, Chu vội vàng chân mày nhíu chặt hơn, bọn hắn đều tại lầu một, hết thảy có năm người, toàn bộ cũng không có ngủ. Cái gì? Phạm ghét vân nhân đều ngu, những người này điên hay sao, hơn nửa đêm không ngủ được, tại lầu một làm gì? Có thể là bọn hắn bị thương rất nặng, bệnh nhân ngủ không yên, bọn hắn ở bên cạnh tri kỷ thủ hộ lấy một bên diệp minh huy đem chính mình suy đoán nói ra hắn tại thái bình thịnh thế thời điểm đi bệnh viện từng chiếu cố ông cụ trong nhà cái kia lão nhân thân thể khó chịu cổ họng tạp đàm nửa đêm ngủ không yên lật qua lật lại diệp minh huy cũng đi theo lật qua lật lại cả đêm không ngủ hắn phỏng đoán chu thị một nhà tình huống hiện tại cùng trước đây chính mình trong nông sinh bệnh lão nhân thời điểm tràn cảnh là giống nhau một bên dương giáp cường trong mắt lập lòe cùng bạo tinh mang, tất nhiên bọn hắn đều tại lầu một, quản chi cái gì. Chúng ta trực tiếp tiến lên đem bọn hắn bứng hết. Nói thời điểm, trong tay hắn một đôi dao phay giao nhau cùng một chỗ, làm ra một cái thập tự trảm, một bộ khát máu bộ dáng. Dương Giáp Cường là bạo tính khí, tương đối xung động, chủ trương trực tiếp dùng góc sắt sang bằng biệt thự này khu. Phạm ghét mây trầm ngâm chốc lát về sau, trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn cùng kiên định, tới đều tới rồi, quản đối phương có không có ngủ. Hôm nay không cầm xuống cái này chu thị một nhà, ngày mai chúng ta liền sẽ bởi vì không có lương thực chết đói tại trong nhà mình. Các huynh đệ, chờ sau đó vọt thẳng, đừng nói nhảm, toàn bộ đều cho ta hạ tử thủ. Hảo! Chu hừng hực, Diệp Minh Huy, Dương Giáp Cường bọn người phụ họa nói, đều dân trào lên hừng hực đấu chí. chợt Phạm Ghét Mây trực tiếp đạp ra cửa chính biệt thự, mang theo các huynh đệ tiến vào viện. Viện tử đi vào bên trong cửa chính mở ra về sau, chính là biệt thự một tầng. Mà Phạm Ghét Mây bọn người vừa rồi động tĩnh, đã kinh động đến một tầng Lý Thanh Sơn, chu thanh linh bọn người trong nhà tới khách không mời mà đến chuẩn bị chiến đấu lý thanh sơn biểu tình âm trầm trong mắt lệ khí mười phần mở miệng nói ra đã trễ thế như vậy lại có người dám tới nháo sự đây là không muốn sống vội vàng canh ba sáng đi gặp diêm la vương sao ngay sau đó lý thanh sơn sử dụng chính mình cường đại cảm quan cẩn thận cảm thụ một chút ngoài cửa động tác ba động cái dị năng giả cũng tại chỗ cửa lớn lý thanh sơn nói một tiếng hồi báo tình báo ma đảng lại tới có hết hay không? Đây là ba ngày nhìn thấy ta thụ thương, buổi tối cố ý tới gây sự, muốn giết chết cả nhà chúng ta sao? Thật mụ nội nó quá mức. Chu Thiên Bá nổi giận. Hắn bây giờ thương thế khôi phục bảy tám phần, lại thêm đã tu luyện tới luyện khí một tầng. Cho nên, Chu Thiên Bá trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng lên bỗng nhiên đem đại môn mở ra, hơn nửa nhào ra ngoài. Phản lão hoàng đồng rồi. Từ một hào đến ba hào, mỗi ngày hai càng, ta đằng sau bổ túc, nhất định tăng thêm. Mấy ngày nay, có chút việc, cần xử lý một chút. Hơn nữa, tác giả mỗi ngày đều đang đọc sách, muốn hoàn thiện thế giới này, viết xong sách vở. Hy vọng ta các độc giả thật vui vẻ, vạn sự thuận ý. Chương 105, Lực Quy Hiếp Chu Thiên Bá đánh giết đi ra trong quá trình, hắn mở ra dị năng của mình, trực tiếp hóa thân cự thú bạch hổ. Quần áo trên người trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành đầy trời nếu vì ngôi sao tầm thường mảnh vụn, nhẹ nhàng rớt xuống. Đồng thời, cơ thể của chu thiên bá đã bị một đầu uy phong lẫm lẫm cự thú huyết hổ cho thay thế kèm theo đầy trời quần áo mảnh vụn buông xuống đầu này cự thú huyết hổ vết thương trên người đã khỏi hẳn bất quá nhuộm đỏ lông tóc vẫn tại chưa rửa ráy sạch sẽ cái này khiến nó thoạt nhìn là càng thêm dữ tợn đáng sợ trống cự thú huyết hổ hét lớn một tiếng thanh âm kia đinh tai nhức óc làm cho người màng nhĩ muốn nứt gặp đầu này huyết sắc quái vật khổng lồ dếp đi ra phạm ghét mây dương giáp cường chu hừng hực diệp minh huy bốn người toàn bộ đều giật mình kêu lên cái gì, đầu này cự thú lão hổ, nó không phải bị thương sao? Phạm ghét mây ánh mắt căng thẳng, thầm kêu không ổn, nó nhìn giống như không bị thương, trên thân tìm không thấy vết thương. Cái này cùng lúc ban ngày, Phạm ghét mây nhìn thấy cũng không đồng dạng. Ban ngày cự thú bạch hổ, cái kia trên thân thủng trăm ngàn lỗ, từng cái huyết động lỗ thủng bên trong, máu tươi chảy ròng, nhìn thụ thương nghiêm trọng. Hắn thậm chí còn móc ra chính mình quả dứa 14, tại lượng điện chỉ còn lại 69% tình huống phía dưới, còn sử dụng máy chụp ảnh tiến hành tập trung, cự ly Sa xác nhận một đợt. Nhưng bây giờ, đầu này cự thú huyết hổ ngoại trừ lông tóc là màu đỏ tươi, trên thân không có vết thương. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Bên cạnh chua hừng hực, cái kia một đôi dơ lên hạnh sắc mắt trắng, chợt co rút lại một chút, tình huống không thích hợp, đối phương căn bản là không có thụ thương dáng vẻ, có thể muốn gặp nạn. Gặp phải nguy hiểm, trên đỉnh đầu nó màu đen trường xà, toàn bộ đều sao động bất an múa lên. Nhưng điều này cũng làm cho trên người hắn tràn ngập lên một tầng càng thêm đậm đà chiến ý, nếu chạy không thoát, vậy liền chiến đến cùng, ta hắc xà sẽ cắn chết các ngươi. Dương Giáp Cường, Diệp Minh Huy hai người càng là liếu lưỡi không thôi, vẻ mặt trên mặt trở nên rất là chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, đầu này cự thú huyết hổ lại còn nắm giữ mạnh như vậy khí thế. Nó ba ngày không phải bị thương sao? Vì cái gì bây giờ nhìn lại, giống như một điểm vết thương cũng không có, mảy may không có bệnh. Gia hỏa này khổ người thật lớn, hơn nữa tự hồ còn không có thụ thương, chúng ta đây là trực tiếp tiến vào hang hổ sao? Đáng chết, cái này cùng lão phạm buổi tối giảng được căn bản cũng không một dạng a à. trong lòng diệp minh huy hải nhiên cảm thấy sự tình trở nên vô cùng khó giải quyết không như trong tưởng tượng cùng trong kế hoạch dễ dàng như vậy bản năng một dạng diệp minh huy liền đem dị năng của mình phóng thích ra ngoài tóc của hắn lông chân lông tay thậm chí là mau chỉ cần là thân thể lông tóc toàn bộ đều lóe sáng biến thành từng cây vô cùng sắc bén cương châm giờ khắc này diệp minh huy liền chơi như một đầu con nhím đồng dạng nếu có người dám động chính mình vậy trước tiên muốn bị chính mình sắc bén cương châm quấn tới, thụ thương đổ máu. Trác, hắn đây sao đánh cộng lông, một chút ưu thế cũng không có. Cái này đại lão hổ, một ngụm liền có thể nuốt vào một người A. Dương giác cường đại kêu một tiếng, lông mày gắt gao khóa lại. Nếu là biết cự thú này huyết hổ không có thụ thương, hắn mới không tới lội tranh vào vũng nước đục này. Nhưng là bây giờ tên đã trên dây, không thể không phát, chỉ có thể nhắm mắt chiến đấu tiếp. Nếu là vận khí tốt, đem cự thú này huyết hổ đánh chết, đem trong phòng khác dị năng giả giải quyết đi. như vậy chính mình nhưng là phát tích, trực tiếp đem đối phương đồn xuống kho lúa, biến thành chính mình kho lúa. phạm ghét mây, chu hừng hực bốn người suy nghĩ nhất thời lúc cơ hồ là trong chớp mắt. cự thú huyết hổ ánh mắt sắc bén, nhanh chóng quét mắt bốn cái địch nhân một vòng, đồng thời đem mang theo cực thịnh tức giận ánh mắt khóa chặt tại dương giáp cường trên thân. gia hỏa này khổ người lớn nhất, hẳn là trong bốn người lực phá hoại lớn nhất tồn tại. nửa người trên là người, nửa người dưới là ngưu, dáng dấp thật đúng là độc đáo a. À? trước giải quyết đi gia hỏa này, để tránh hắn đổi điên đem quê hương của ta đụng hỏng, thậm chí đụng bị thương mọi người trong nhà của ta. Trong lòng Chu Thiên Bá lúc này quyết định tốt chủ ý, khóa chặt mục tiêu, đem khổ người lớn nhất Dương Giáp Cường coi là ưu tiên giải quyết địch nhân. Mẹ nó, hỗn đảng này đồ vật, lại dám trước tiên ra tay với ta. Chết cho ta a! À. Dương Giáp Cường trong miệng mắng to, cảm thấy một hồi mãnh liệt uy áp đập vào mặt, làm cho người có chút ngạc thở. Hắn bây giờ rút lui không đường, chỉ có thể nhắm mắt đi chiến đấu bản năng cầu sinh để cho dương giác cường theo bản năng vung vẩy thái đao trong tay ý đồ đem bay nhào mà đến cự thú huyết hổ cho chém đầu bành cự thú huyết hổ tốc độ cực nhanh hơn nữa khổ người cực lớn trong khoảnh khắc rơi vào trước người dương giác cường sân mặt sàn gạch men đều có chút rạn nứt ra giết thấy thế ngư bốn vó kích thích dương giác cường vung vẩy sắc bén dao phay tiến lên chủ động xuất kích đại chiến hết sức căng thẳng chung quanh một chút tầng lầu các dị năng giả thấy thế cả đám đều ngây ngẩn cả người đồng thời đem ánh mắt dựng lên, chăm chú nhìn tiểu viện tử nhóm người này. Cái kia nhức đầu bạch hổ không phải bị thương sao, đó vậy mà một bộ bộ dáng không có chuyện gì, đầu tiên giết đi ra, người nhà này có chút biến thái A. Trong cao tầng, một vị năng giả, hắn cái kia một đôi màu đỏ sậm trong ánh mắt, lập tức có hỏa diễm nhảy lên. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bị chu thiên bá khí thế chấn động. Mặt khác một chỗ cao tầng, có được thân người đuôi rắn dị năng giả, trong miệng phun lưỡi rắn, mặt mũi tràn đầy không thể tin người nhà này lòng cảnh giác đã vậy còn quá cao, cái này bốn cái kẻ xâm lớn còn không có xâm nhập đi vào, liền bị phát hiện. Hơn nữa, cái kia nhức đầu bạch hổ tại lúc ban ngày, rõ ràng bị trọng thương, một bộ chán nản bộ dáng. Nhưng bây giờ nó không có chút nào ốm yếu, nhìn vẫn như củ hùng tráng, lại còn chủ động xuất kích. Ba ngày tất cả những gì chứng kiến cũng là giả tượng, là bọn hắn cố ý an bài cục, vẫn là sự tình có khác kỳ quặc. Người dị năng giả này một đôi mắt trắng lấp lóe, nhíu chặt lông mày, tinh tế suy tư. Càng là suy xét, hắn càng phát giác cái này chu thị người một nhà không dễ trêu chọc cực kỳ khó giải quyết đồng thời hắn may mắn chính mình không có lỗ mãn bằng không gặp họa tất nhiên là chính mình trong loạn thế phát tắc sinh tồn một trong đó chính là vĩnh viễn không nên trêu chọc thực lực cường đại hơn mình dị năng giả cái này nửa người nửa xà dị năng giả liền cẩn thủ đầu này phát tắc sinh tồn chỉ khi dễ kẻ yếu mà không đi trước mặt cường giả tìm tồn tại cảm quay đầu lộ ra sắc bén răng nanh nửa người nửa xà dị năng giả cuối người hướng về mới vừa rồi bị chính mình đuôi rắn chụp chết lão giả não bộ hung hăng cắn mỗi lần sử dụng dị năng tiêu hao quá lớn thân thể sẽ bị móc sạch sẽ phải bổ sung điểm dinh dưỡng mới được ân thật là mỹ vị toàn cầu dị năng buông xuống dị năng có thể vì nhân loại bản thân mang đến năng lực cường đại nhưng tương tự cũng sẽ thay đổi người sử dụng một chút tính cách làm việc và nghỉ ngơi ẩm thực quen thuộc này lại khiến cho bộ phận dị năng giả làm ra phát rồ phản nhân loại hành vi đi ra một bên khác một chỗ cao tầng bên trong mọc ra bằng phẳng vịt miệng dị năng giả, không khỏi bưng kính miệng của mình, một bộ giật mình bộ dáng. Gia đình này dám ở cửa ra vào ngừng hai chiếc xe tải lớn, thực lực của bọn hắn quả nhiên không thể kinh thường. Chương 106, giả hắc phong cao. Dù là tại lúc ban ngày, bọn hắn bị khó lường đồ vật bị đã thương. Nhưng lão hổ chung quy là lão hổ, không phải cái gì a miêu a cẩu, con lừa mã dê bò đồ chơi có thể đối phó. Xem ra hôm nay buổi tối, ta không thể đi trộn lẫn bên trên đầy miệng, thực sự là đáng tiếc a. À cái này giống như thú mỏ việc dị năng giả thở dài một tiếng trong mắt khó che giấu vẻ mất mát những thứ này muốn đi từng bước xâm chiếm chu thị một nhà dị năng giả liền không thể lại cường đại một chút sao bộ dạng này chính mình mới có thể đi theo kiếm một chén canh các ngươi yếu như vậy cùng một nghỉ cơm một dạng đơn giản chính là đi lên chịu chết a à. bây giờ có rất nhiều dị năng giả đều chú ý đến chu thị một nhà nhìn xem cái này náo ầm ầm tràn diện rất nhiều người kỳ thực đều mơ ước chu thị một nhà vật tư nhưng trở ngại đối phương thực lực cường đại rất nhiều người không dám lên phía trước. Bây giờ phạm ghét mây, chu hừng hực bọn người tiến đến thăm dò. Mặc dù còn không có chiến ra một cái kết quả đi ra, nhưng tất cả mọi người đã đại khái biết kết quả, hiểu được người nhà này chỗ đáng sợ. Tại loại này khắp nơi tràn ngập dị năng trong loạn thế, là có cường đại dị năng giả thật sự có thể làm được một người giữ ải vạn người không thể qua, áp đảo trên vạn người. Biệt thự trong tiểu viện. Trống. Cự thú huyết hổ gầm nhẹ một tiếng, cực lớn hổ não hướng mặt trước bỗng nhiên hất lên. Phanh, cái này dương giáp cường chiến đấu kinh nghiệm không đủ giết đến một nửa liền lập tức bị cự thú huyết hổ hổ đầu bỏ rơi đến một bên đồng thời ngã trên mặt đất ách cự thú huyết hổ một kích này vô cùng ra sức dương giáp cường cảm giác trong cơ thể của mình ngũ tạng lục phủ đều chấn động một cái rất là khó chịu hô hô một hồi kình phong phất cự thú huyết hổ hướng về hung hăng té lăn trên đất dương giáp cường bay nhào mà đi thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi dương giáp cường té lăn trên đất sau đó đầu óc cùng cơ thể đều có chút choáng váng không có làm ra phòng ngự, tư thái tấn công. Mà lúc này, cự thú huyết hổ đã bổ nhào ở trên người hắn. Trải qua vô số trận huyết tinh chiến đấu tẩy lễ, cùng với bí mật tại dưới sự giúp đỡ Lý Thanh Sơn, không ngừng cho mình tâm lý làm bài tập. Giờ khắc này Chu Thiên Bá giữ tận mắt thú bên trong, lập lòe lăng lệ tia sáng. Hắn không do dự chút nào, trực tiếp mở ra cực lớn hổ khẩu, hướng về cơ thể của Dương Giáp cường cắn. A! À, kèm theo một thân tiếng kêu thảm thiết. Cực lớn hổ khẩu đóng chặt, sắc bén răng nanh, kinh khủng lực cắn. Cự thú bạch hổ đem dương giáp cường nửa người, toàn bộ đều cho cắn, đồng thời trực tiếp rầm rầm một tiếng, nuốt vào trong bụng. Loạn thế lớn như vậy hoàn cảnh, đang thay đổi tâm tính của người ta. Chu thiên bá tâm, trở nên tàn nhẫn. Nửa người tiêu thất, cái này dương giáp cường trên mặt đất giống như con cá đồng dạng bay nhảy mấy lần, sinh cơ cấp tốc trôi qua, cuối cùng không còn động tĩnh. Đồ hỗn trướng, ngươi súc sinh này đem lão dương cho ăn chết, ta muốn đem ngươi giết chết, vì dân trừ hại. Chu hừng hực mắng to một tiếng, trên đỉnh đầu vô số đầu dữ tận màu đen trường xà lập tức khuếch trương tăng một vòng toàn bộ đều hướng về chu thiên bá sát đi qua thời khắc này chu thiên bá vừa giải quyết đi nửa người nửa mã dương giác cường có một cái đứng không kỳ không có thời gian đối với chu vội vàng lăng lệ công kích làm ra ngăn cản hoặc công kích một bên diệp minh huy cũng là tiếp lấy thời gian này khoảng cách đối với chu thiên bá phát khởi kịch liệt công kích ma đảng lão tử hôm nay nhất thiết phải đâm chết ngươi đầu này đại lão hổ nhường ngươi tiếp bồi lão dương trong miệng hùng hùng hổ hổ đồng thời diệp minh huy trên người tất cả lông tóc bao quát cái kia mau cùng mau, toàn bộ đều tạc lập, hơn nửa trướng lớn 5cm. Giống như con nhím đồng dạng, hắn lộ ra vây quanh tư thế, muốn đem trên người mình tất cả sắc bén gai nhọn, đều đâm vào chu thiên bá trong thân thể. Nếu là mình vận khí tốt, có thể ôm lấy đầu này cự thú bạch hổ trái tim bộ vị, để cho trên người mình gai nhọn đâm vào trong cơ thể của hắn, đem khối kia trái tim cho đâm thủng. Cái kia đầu này đại lão hổ, tất nhiên sẽ tử vong. Khanh. Bang. Quỷ dị dưới ánh trăng, từng đợt hàng mang lấp lóe mà qua. Chu Xuyên Hùng, Lý Hàng Mai vợ chồng hai người, đã giết ra viện tử. Tại mọi người ánh mắt chứng kiến phía dưới, vợ chồng hai người mở ra dị năng, quần áo trên người cùng nhau bạo liệt, hóa thành đầy trời mảnh vụn, đón gió bay múa. Cùng trong lúc nhất thời, hai người cơ thể trong nháy mắt biến hóa thành một thanh tranh tranh cự kiếm cùng một cái bá đạo cự đao. Bọn chúng phía trên, còn dính đã khô cạn vết máu, nhìn xem làm cho người sợ hãi. Gió thổi qua, đầy trời quần áo mảnh vụn bay múa phải càng hoang sắc bén đến cực điểm cự kiếm kiếm khí tập kích người, giữa thiên địa tràn đầy đáng sợ túc sát chi ý. Nho nhỏ mấy cái thối đen giòi, dám đã thương nhi tử ta, toàn bộ đều chết cho ta. Cự kiếm không người vung vẩy, nhưng lại tại trên không chém ra, tỏa ra một hồi ánh sáng chói mắt. Cái này cự kiếm, thật là tốt đẹp dài, thật là sắc bén. Chu Hừng hực tương nên diện hướng về trên đỉnh đầu của mình màu đen trường xà chém tới cự kiếm, không khỏi sợ hết hồn. Trốn. Nhất thiết phải né tránh bằng không thì bảo bối của ta rắn đen nhỏ nhóm, toàn bộ đều sẽ bị chém rụng. Chu hừng hực bản năng một dạng liền bắt đầu thu hồi đã thẳng hướng Chu Thiên Bá giữ tận hắc xà. Nếu là tiếp tục công kích tiếp, trên đỉnh đầu của mình những bảo bối này hắc xà, đích xác có thể cắn xé đến cơ thể của Chu Thiên Bá. Nhưng cái này cũng sẽ khiến cho chính mình không cách nào trốn tránh cự kiếm công kích, đem sơ hở bại lộ, sau đó bị nhất kích đánh giết. Hắn không ngốc, cũng không muốn vì cái này không biết có thể hay không giết chết cự thú huyết hổ nhất kích mà không công bị thiệt chính mình những bảo bối này hát xà dị năng, cùng với sinh mệnh của mình. TT Màu đen trường xà phun lưỡi rắn, trên không trung vượt qua đi một cái quỷ dị độ công, vậy mà toàn bộ đều hướng về chu hừng hực bản thân vị trí chỗ ở thu hồi. Khanh. Cự kiếm một kích này, lập tức rơi xuống cái khoảng không, hung hăng chém rụng trên mặt đất. Sân mặt đất, lập tức bị chảy trong đó phân, lộ ra một đầu cao thâm thúy khe rảnh. Nhưng chu xuyên hùng căn bản không nhục chí, thậm chí cảm thấy vui vẻ, quá tốt rồi, kém chút nhường ngươi cái này mấy cái tiểu hắc dòi cắn được nhi tử ta. Hiện tại rụt về lại, lão tử ta liền giết tới, nhìn ngươi có thế trốn đến lúc nào. Trong khoảng thời gian này, Chu Xuyên Hùng thường xuyên chiến đấu, đối với cự kiếm trưởng khống càng ngày càng thành thục. Hơn nữa, có đôi khi, hắn còn có thể cùng Lý Thanh Sơn đàm binh trên giấy một phen, học tập một chút chiến đấu tri thức. Lại thêm Chu Xuyên Hùng tu luyện khí diễn quyết, kinh mạch trong cơ thể bị mở rộng rất nhiều, tố chất thân thể càng mạnh hơn, dị năng cũng đi theo trở nên mạnh mẽ cái này khiến chu xuyên hùng không chỉ có kỹ xảo chiến đấu càng ngày càng phong phú ngay cả sức mạnh bùng lên cũng càng ngày càng bá đạo liếc mắt nhìn cái kia bị chảy bên trong phân mặt đất chu hừng hực giật mình kêu lên trong một đôi mắt trắng lộ ra khiếp ý ta tào cái này mẹ nó thật sắc bén đánh cái cộng lông ta chuồn đi đã không có ý chí chiến đấu chu hừng hực quay đầu liền muốn chạy chu xuyên hùng lại là không muốn buông tha hắn cự kiếm hàng mang lóe lên không gió mà bay lúc này truy sát tới mà một bên một đạo máu bắn tung tóe, cái kia toàn thân lông tóc biến thành sắc bén cương châm, toàn thân giống như con nhím diệp minh huy, trực tiếp bị bá đạo cự đao cản chém ngang lưng đánh gãy. Ta! Ta chết đi! Chương 107, cường hãn như vậy. Làm sao có thể, thân thể của ta lực phòng ngự phi thường cường đại, ngay cả dao phay đều chặt không phá ta những thứ này nhảy bén mau. Dương giáp cường một đôi đỏ lên nhô lên con mắt, tràn đầy sự khó hiểu chi sắc. Bị Lý Hàng Mai cự đao chặn ngang chặt đứt, dương giáp mạnh sinh cơ nhanh chóng trôi qua cơ hồ là tại mấy hơi thở ở giữa, ý thức của hắn tiêu thất, trực tiếp rời khỏi xinh đẹp này nhân thế. Cho đến chết, hắn vẫn như cũ không hiểu, chính mình kinh người lực phòng ngự tại sao lại bị một đao trảm phá. Chỉ thiếu một chút A, à, là hắn có thể đủ ôm lấy đầu này cự thú huyết hổ, để cho trên người mình gai nhọn toàn bộ đều đâm vào thân thể của nó, đưa nó trái tim, lá lách, thận, lớn, các loại toàn bộ đều cho đâm hư mất. Ngươi cái đồ hư hỏng, lại muốn đâm làm tổn thương con ta tử, vậy cũng không cần cho ta sống. Lý Hàng Mai rất là phẫn nộ. Cái này trên thân Diệp Minh Huy toàn thân cũng là gai nhọn, nếu là đâm vào trong cơ thể của Chu Thiên, tuyệt đối Huy sẽ thương tổn đến trong cơ thể của hắn khí quan. Vết thương da thịt dễ điều dưỡng, thế nhưng là trong cơ thể khí quan bị thương tổn, đây là không thể chữa trị thương, là sẽ chết người đấy. Người khác đều phải con trai mình mạng, vì cái gì mình không thể lấy mạng của hắn đâu. Cái này bảo hộ nhi tử bản năng, khiến cho Lý Hàng Mai tuôn ra tổn thương, là phi thường kinh người. Bất quá, khi nguy cơ giải trừ, cái này diệp minh huy sinh cơ trôi qua sau đó lý hàng mai trong đầu bảo hộ nhi tử bản năng xúc động bắt đầu đánh tan lý trí chiếm giữ đại não nàng xem thấy cái kia bắt đầu lạnh cả người diệp minh huy trong lòng bắt đầu có chút sợ ta vậy mà giết người dị năng giả này loại cảm giác này không giống với giết chuột bự có chút ác tâm làm cho người buồn nôn tự đau sững sờ ở giữa không trung phía trên máu me đầm đìa lý hàng mai có chút sững sờ trên tâm lý cảm giác có chút hứa không thích ứng đồng thời nàng giật mình với mình sức mạnh bùng lên, ta đã vậy còn quá mạnh, tổn thương này cũng quá cao. cùng chu xuyên hùng một dạng, lý hàng mai trải qua mấy trận chiến đấu tẩy lễ, lại thêm tự thân tu luyện khí diễn quyết nguyên nhân, nàng tố chất thân thể đề cao, ngay cả dị năng cũng đi theo trở nên mạnh mẽ. khí kha chết chết chết. chu thanh linh nhìn một màn trước mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. nàng không nghĩ tới cha của mình, lão mụ, lão ca, vậy mà đều trở nên mạnh mẽ như vậy, cơ hồ là trong nháy mắt lão ca liền cắn chết nửa người nửa ngư dị năng giả, lão mụ liền đem toàn thân gai nhọn giống như con nhím dị năng giả bị chém eo. Cái này chiến đấu lực thật là đáng sợ, hình tượng này quá máu tanh. Dù sao cũng là nữ sinh, Chu Thanh Linh mặc dù không sợ tình cảnh trước mắt, sẽ không bởi vì cái này máu tanh hình ảnh mà run chân. Nhưng mà nàng và mẫu thân Lý Hàng Mai một dạng, nội tâm vẫn như cũ có chút khó chịu, đang cố gắng điều chỉnh cùng thích ứng. Bên này, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cự kiếm quét ngang, hướng đầu đầy hắc xà Chu Hừng Hực giết tới bất quá chu hừng hực không có chút nào chiến ý một lòng muốn chạy một bên lý thanh sơn trên chân đạp xà bước cơ thể vận chuyển khí diễn quyết song quyền đã hoàn thành long hổ quyền khởi thế nắm giữ luyện khí tầng 4 hắn đã có thể đem long hổ quyền tổn thương phát huy đến cực hạn lý thanh sơn mục tiêu vốn là song quyền khổng lồ hơn nữa bao trùm lên một tầng màu đen sắc thép phạm ghét mây thế nhưng là khi hắn nhìn thấy chu hừng hực muốn chạy sắp thoát đi chu xuyên hùng bên trong phạm vi công kích cho nên lý thanh sơn trên chân xà bước vặn vẹo trở nên vô cùng quỷ dị, lôi kéo cơ thể chuyển động. Muốn chạy. Không cửa. Một cái cũng đừng nghĩ trốn, đưa hết cho ta lưu lại. Hôm nay nếu là chạy đi một cái, ta liền đào hố, đem chính mình chôn. Trong mắt Lý Thanh Sơn lăng lệ sát cơ nhảy vọt, hắn tức giận. Những người này tự xông vào nhà dân, rõ ràng chính là muốn đoàn người mình tính mệnh. Dạng này người nếu là còn giữ, đó cùng trên đầu lơ lửng lưỡi dao, tùy thời lấy đi tính mạng của mình, đây có gì khác nhau đâu. Bỏ lại trước mắt mục tiêu phạm ghét mây, Lý Thanh Sơn ngược lại chặn lại Chu Hừng Hực. Chỉ nghe một hồi tiếng long ngâm hổ khiếu vang dội, giống như đại sơn sụp đổ, lại như kinh lôi vang dội. Tất cả mọi người tại chỗ, cùng với chung quanh xa xa vây xem các dị năng giả, nhất là Chu Hừng Hực bản thân. Bọn hắn cảm giác mà nghĩ muốn nứt, cả người đều bị chấn động đến mức mất cảm giác. Cái này, đây là vật gì? Chu vội vàng dư quang, nhìn thấy đánh tới Lý Thanh Sơn, hắn phản phất nhìn thấy chân long cùng mảnh hổ hướng về chính mình đánh tới. Trong nháy mắt, nét mặt của hắn đã mất đi quản lý, một bộ bộ dáng khiếp sợ. Chu vội vàng miệng há cực lớn, giống như có thể nhét vào hai cái rưỡi bóng rổ, ta. Ta phải chết sao? Trên đỉnh đầu hắn hắt xà càng là dọa đến co rúng lại một đoàn, chiếm cứ tại trên đầu hắn. Bên cạnh thân là Lý Thanh Sơn Long Hổ Quyền, phía sau là đuổi sát không buông cự kiếm. Chu hừng hực tiếng thối không đường, bị Lý Thanh Sơn, Chu Xuyên Hùng hai người đáng sợ phối hợp cùng khí thế, chấn động, trên đùi mềm nhũng, không khỏi đều ngẩn ở đây tại chỗ. Bành, Lý Thanh Sơn cực kỳ bá đạo một vòng, trực tiếp đánh chu vội vàng bề ngoài bên trên. Long hổ quyền uy lực cực mạnh. Ban đầu ở trong nhà Lý Thanh Sơn, liền chu thiên bá trong tình huống không có phòng bị, đều bị đánh một hồi thịt đau, trong lòng lưu lại bóng ma tâm lý, hơn nữa thề muốn khổ tu long hổ quyền. Huống chi là bây giờ Lý Thanh Sơn, đã có luyện khí tầng 4 thực lực. Mà tuần này hừng hực, chính là phàm thai thân thế, đỉnh đầu hắc xà càng không có mảy may lực phòng ngự. Trong nháy mắt, chu hừng hực đầu biến thành một đóa cực kỳ sáng chói huyết hoa nở rộ tại giữa phiến thiên địa này cái kia đỉnh đầu co lại thành một đoàn hắc xà nhóm càng là toàn bộ đều bị oanh thành bã vụn hắn một đầu thật dài sinh mệnh đi đến cuối con đường bịch một bộ không đầu dị năng giả thi thể ngã trên mặt đất phát ra muộn nặng âm thanh hắn cái kia chỗ cổ máu thịt be bét máu tươi cốt cốt mà ra để cho da đầu người ta tê dại thanh sơn một quyền này thật bá đạo tuy tại chu hừng hực cự kiếm sau người rất là giật mình, không khỏi ngừng công kích của mình, để tránh ngộ thương đến Lý Thanh Sơn. Nhìn xem trên đất Chu Hừng Hực, Chu Xuyên Hùng tâm bên trong thầm nghĩ, gia hỏa này chết chưa hết tội, ban đêm xông vào nhà ta, rõ ràng chính là nghĩ độc hại cả nhà chúng ta tính mạng con người, đáng chết, bị chết hảo. Từ khi ngày hôm qua Chu Thiên Bá bị một đám dị biến chuột bự gặm cắn đều phải chết đi sau đó, Chu Xuyên Hùng nội tâm nóng lên, loại bảo vệ đó người nhà dục vọng vét sạch toàn thân. Cho nên, hắn nhìn thấy người dị năng giả này chết bởi trên mặt đất, Chu Xuyên Hùng tài mảy may không cảm thấy nơi nào có chỗ không ổn. Phải biết, tại Thái Bình Thịnh thế thời điểm. Có nhiều chỗ, tỉ như nói quốc, nếu là có người tự tiện xông vào dân trạch, là muốn ăn súng đánh, hơn nữa còn không phạm pháp, là đang lúc phòng hộ thủ đoạn. Nếu là bàn về pháp luật tới. Bây giờ những vị năng giả này không chỉ có tự tiện xông vào dân trạch, hơn nữa ngay từ đầu còn mang theo mục đích tới, ông sát tâm muốn giết chết Chu Thị một nhà. Hiện tại bọn hắn bị chém giết tại trong tiểu viện, thuộc về phạm tội chưa thỏa mãn mà chu thị người một nhà, bất quá là phòng vệ chính đáng thôi. Húng chi bây giờ toàn bộ Lam Tinh đều đại rung chuyển, tiến nhập người người đều có dị năng loạn thế. Trật tự vô tồn, nơi nào đàm luận pháp. Cho nên, chu thị người một nhà cùng Lý Thanh Sơn cách làm, không có đúng sai đúng sai có thể nói. Giết chính là giết, chết chính là chết. Ngươi. Các ngươi. Không cần. Tới. Vang cầu sự ủng hộ của mọi người. Chờ làm xong trên tay sự tình, ta tăng thêm cho đại gia hôm nay ba canh đưa tới, thỉnh từ từ dùng vang cầu kéo dài ủng hộ nha. Bền bỉ điểm. Chương 108, đơn đấu. Cách đó không xa, Phạm ghét mây nhìn một màn trước mắt, giật mình kêu lên, liên tiếp lui về phía sau. Hắn thật sự là không nghĩ tới, tại ngắn mũi mấy hiệp thời điểm, chính mình ba đồng bạn, vậy mà đều đã chết thảm. Phạm Phạm mây không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nhất là hắn nhìn thấy cự kiếm, cự thú bạch hổ cả hai có ý định hướng về chính mình bước tới, không khỏi hô lên, các ngươi không được qua đây a à bên này lý thanh sơn nhàn nhạt quét mắt một mắt chu vội vàng thi thể hắn cái kia chỗ cổ máu thịt be bét nghiễm nhiên trở thành không đầu chi thi đem ánh mắt thu hồi lý thanh sơn nhìn về phía phạm ghét mây sau đó chậm rãi bước đi ra phía trước đối thủ của ngươi là ta để ta tới giải quyết đi ngươi ngươi tất nhiên dám xông vào nhà ta nên làm tốt liều mạng chuẩn bị lý thanh sơn âm thanh nặng nề như núi ép tới phạm ghét mây vô cùng khó chịu chu xuyên hùng cùng chu thiên bá hai người sau khi nghe lúc này trải qua ý minh bạch Lý Thanh Sơn muốn làm gì, hắn đây là muốn tự mình động thủ giết địch. Thế là, hai cha con lộ ra giáp công chi thế, cấp tốc ngăn chặn Phạm Ghét Mây đường lui. Trong mắt hung ác nham hiểm nhảy lên, Phạm Ghét Mây liếc mắt nhìn Lý Thanh Sơn, trong lòng tự nhủ, cái này tiểu tử chưa dứt sữa, muốn cùng ta đơn đấu. Trong lòng thầm nghĩ thời điểm, hắn nhìn quanh một tuần, càng thêm nghiệm chứng suy đoán trong lòng. Điều này không khỏi làm Phạm Ghét Mây trong lòng vui mừng, quá tuyệt vời, chỉ cần bọn hắn không nhiều đánh một, mà là để cho tiểu tử này cùng ta một đối một đơn đấu, vậy ta liền còn có cơ hội còn sống. Hắn thấy, Lý Thanh Sơn phi thường trẻ tuổi, giống như là mới trưởng thành hài tử, lông còn chưa mọc đủ đâu, tiểu hài tử không đủ gây sợ. Không chỉ có như thế, Lý Thanh Sơn vừa rồi sử dụng ra tới dị năng, tự hồ cùng quyền pháp có quan hệ. Mà chính mình một đôi thiết quyền có thể sắc thép hóa, trở nên vô cùng cứng rắn, nắm giữ siêu cường lực công kích cùng lực phòng ngự. Phạm ghét mây cho rằng, nếu là quyền đối quyền, chính mình chiếm giữ ưu thế. Cho ta cơ hội, ta phải vững vàng buộc lại, tiếp đó lật bàn mới được. Phạm ghét mây trong mắt hơi hiếp, thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ chính mình rút lui không đường, chỉ có thể nhắm mắt lựa chọn nên chiến. Đối thủ là trẻ tuổi Lý Thanh Sơn, vạn nhất chính mình vận khí tốt, có thể cầm xuống đối phương. Đến lúc đó, trực tiếp đem Lý Thanh Sơn xem như con tin bắt giữ lấy, dạng này chính mình không chỉ có thể sống sót, còn có thể hung hăng gõ cái này chu thị người một nhà một bút. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều để Phạm ghét mây cảm thấy hưng phấn. Liều mạng hay là muốn đụng một cái, ba phần thiên quyết định, bảy phần dựa vào đánh liều, người đến từ Triều Châu. Tuy nói như thế, nhưng mà Phạm Ghét Mây trong lòng vẫn là rất hối hận, cho là mình cùng với các huynh đệ thật sự là quá mức lỗ mãn, vậy mà một mực tin tưởng trước mắt nhìn thấy. Tai nghe là giả, mắt thấy không nhất định là thật. Đây là cỡ nào thê thảm một lần lĩnh ngộ a? À? Phạm Ghét Mây thông qua các huynh đệ tử vong, lĩnh ngộ đạo lý này. Hắn rất hối hận. Nếu như có thể lần nữa tới một lần mà nói, Phạm Ghét Mây tuyệt đối sẽ lựa chọn trong nhà ở lại, tiếp tục quan sát một đoạn thời gian, không vội đi lên thôn vệ cái này chu thị người một nhà. Nhưng rất đáng tiếc, trên thế giới không có bán thuốc hối hận, phạm ghét mây hắn không cách nào làm lại. Mà lúc này, chung quanh một chút cao tầng dị năng giả, vô cùng rung động nhìn xem một màn này. Ta trác, người nhà này thực lực cũng quá mạnh mẽ đi, vừa đối mặt sẽ sỉ nhục ba cái dị năng giả, thực ngưu. Người một nhà này không có một cái nào là loại lương thiện, không có một cái nào là dễ mà bóp quả hồng, treo chọc không nổi. Bọn hắn đây là muốn đơn đấu sao? như thế nào cảm giác có điểm giống là tại bồi dưỡng người trẻ tuổi này phong phú hắn kinh nghiệm chiến đấu cảm giác người trẻ tuổi này nhìn cùng ta nhi tử không sai biệt lắm thế nhưng là hắn lại nắm giữ trèo lên đầu ta đi ị thực lực thật mẹ nó mạnh a à. đây là muốn tiến hành một chọi một quyết đấu có trò hay để nhìn chung quanh các vị năng giả đều đang chú ý chu thị người một nhà hơn nữa đang chú ý trận này một chọi một vị năng giả quyết đấu bên này phạm ghét mây đem lý thanh sơn xem như đột phá khẩu muốn từ trên người hắn nhận được một chút hy vọng sống Thanh Sơn, cố lên A. Cách đó không xa Chu Thanh Linh vì Lý Thanh Sơn góp phần trợ uy. Nàng tin tưởng thực lực Lý Thanh Sơn, tuyệt đối có thể nghiền ép người dị năng giả này. Phải biết, Lý Thanh Sơn tu vi hiện tại thế nhưng là đạt đến luyện khí tầng 4. Chu Thanh Linh trừng lớn đôi mắt đẹp, muốn thưởng thức một chút Lý Thanh Sơn xuất thủ hình ảnh. Có Chu Xuyên Hùng cùng Chu Thiên Bá hai cha con lật tẩy, Lý Thanh Sơn yên tâm rất nhiều, không cần phải lo lắng cái này phạm ghét mây chạy trốn, trực tiếp buông thân thủ. Đánh cái người, hoạt động gân cốt một chút, sơ tán một chút trong lòng tích lũy được lệ khí. Thuận tiện thể nghiệm một chút ta cái này luyện khí tầng 4 sức chiến đấu. Lý Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng, đây mới là hắn muốn cùng Phạm Ghét Mây tiến hành đơn đấu chân thực mục đích. chợt hắn không còn bút tích, trực tiếp bắt đầu khí diễn quyết khởi thế, hơn nữa vận chuyển khí diễn quyết. Chỉ nghe một hồi kình phong gào thét mà qua, Lý Thanh Sơn chung quanh thân thể vần quanh lên một cái tiểu gió lốc. Lý Thanh Sơn hai chân, hai tay không ngừng nhanh chóng biến hóa, liền phản phất đang thi triển một loại nào đó công phu đồng dạng có cực mạnh thưởng thức tính chất ân ừ. phạm ghét mây tròng mắt hơi hít chân mày câu lại lại là chiêu này dị năng của hắn đến tột cùng là cái gì cùng quyền pháp có quan hệ đối với lý thanh sơn dị năng phạm ghét mây không hiểu rõ lắm tục ngữ nói biết người biết ta bách chiến bách thắng cho nên phạm ghét mây suy nghĩ hiểu nhiều một chút liên quan tới lý thanh sơn dị năng mới có thể chiến thắng hắn mà lúc này lý thanh sơn đã hoàn thành long hổ quyền khởi thế tụ lực đã hoàn tất lệ trống một hồi tiếng long ngâm hổ khiếu vang dội cả vùng không gian chấn động không khí phản phất đều vặn vẹo truyền đến một hồi thanh âm nổ đùng mà lý thanh sơn chân đạp xà bộ lấy quỷ dị bước chân quơ trong tay long hổ quyền đâm đầu vào đánh tới a à cái này phạm ghét vân bị long hổ quyền phát ra âm thanh chấn động cảm giác mà nghĩ muốn nứt hắn tiết tấu chậm một nhịp hậu tri hậu giác mới phát hiện lý thanh sơn đã giết tới đây hỏng bét tiểu tử này nhìn trẻ tuổi thực lực thật là cường đại đã giết tới phạm ghét mây hai con ngươi chợt co vào trong lòng có chút sợ theo bản năng hắn liền đem dị năng của mình mở ra rồi trong nháy mắt một đôi bao các bên trên nắm đấm che phủ một tầng màu đen như mực biến thành sắt thép cứng trắng quả đấm của ta thế nhưng là cực kỳ sắt thép cứng trắng là không thể nào thua ngươi cái này huyết nhục phàm thai thân thế quả đấm phạm ghét mây khẽ quát một tiếng hắn biết được lui lại đã không có ý nghĩa liền chủ động vết ra vung vẩy song quyền hướng về lý thanh sơn đánh tới đến hay lắm Lý Thanh Sơn con mắt hiếp lại, tại giết ra ngoài quá trình bên trong, liên tục sử dụng mấy lần xà bộ, thay đổi thân hình, để cho vị trí của mình trở nên làm cho người nhìn không thấu. Gia hỏa này, da rắn chạy trốn. Phạm ghét mây có chút táo bạo, hắn lúc nào cũng mất đi trước mắt công kích mục tiêu, không biết chính mình nên đi trái hướng về phải. Mà tại trong một chút thời gian trôi qua, khoảng cách của hai người rút ngắn. Xà bộ vận chuyển, cơ thể của Lý Thanh Sơn bỗng nhiên xuất hiện ở phạm ghét mây bên trái. Chương 109, có thể bạo sao? phạm ghét vân mi vũ nóng lên mừng thầm trong lòng bắt được ngươi tại bên trái ta chợt hắn hung hăng phía bên trái bên cạnh phát khởi kịch liệt công kích vung vẩy bao các lớn sắc thép chi quyền hung hăng đập ra ngoài phạm ghét vân cương thiết chi quyền chỗ công kích vị trí phương hướng vô cùng cay độc ngoại trừ lực công kích thanh sơn mặc ý muốn còn công kích hắn trung môn nếu không phải lý thanh sơn môn ở phía sau phạm ghét mây còn có thể muốn dùng một quyền đem hắn đánh xuyên qua mà liền tại phạm ghét mây cảm thấy mình muốn được xính thời điểm vô cùng một màn quỷ dị xảy ra vốn nên nên xuất hiện ở bên trái hơn nữa bị phạm ghét mây sắc thép chi quyền hung hăng đập trúng lý thanh sơn hắn thân ảnh lại là dùng tốc độ cực nhanh hơn nữa vô cùng phản nhân loại tư thái lần nữa bỗng nhiên uốn éo trong nháy mắt đi tới phạm ghét mây phía bên phải hắn hắn là làm sao làm được phạm ghét mây trong lòng cả kinh cảm giác toàn thân bị tử vong bao phủ toàn thân tóc gáy dựng lên đều nổi da gà hắn thật sự là không hiểu vì cái gì lý thanh sơn nguyên bản ở bên trái lại đột nhiên trật khớp phía bên phải đi năng lực này cũng quá quỷ dị a à. oanh lúc này lý thanh sơn cũng mặc kệ cái này phạm ghét vân trạng thái như thế nào trực tiếp đem chính mình tột cùng nhất một quyền đánh ra bành chỉ nghe một tiếng tráng tiếng nổ vang lên cái này phạm ghét mây đầu giống như là một đóa hoa máu tại chỗ nở rộ bịch không có đầu phạm ghét mây ứng thanh ngã xuống tràn diện rất là huyết tinh thanh sơn hắn thắng chu thanh linh vốn hẳn nên đại hỷ mới đúng thế nhưng là nhìn thấy cái kia đầy đất máu tươi, cái này khiến nàng có chút không thích ứng, trong lòng có chút buồn nôn. bất quá, những thứ này đều tại có thế tiếp nhận phạm vi, chỉ cần tại thật tốt thích ứng một chút, chu thanh linh liền sẽ không có chuyện. rất lâu không có chém giết dị năng giả, bây giờ giết hai cái này dị năng giả, coi như là sơ tán trong lòng ta lệ khí a. lý thanh sơn thầm nghĩ trong lòng. tại hôm qua, hắn ở dưới đất trong gara vấp phải trắc trở, sức nữa bị chuột bự nhóm ăn hết, trong lòng tích lũy không thiếu oán khí. Hôm nay những người này thế mà thừa dịp giả dạ hắc phong cao muốn tới nháo sự. Lý Thanh Sơn trong lòng oán khí mạnh hơn, lệ khí cũng càng đựng. Cho nên hắn thừa cơ hoạt động gân cốt, hơn nữa sơ tán lệ khí để cho tâm lý của mình khỏe mạnh một chút. Cự thú huyết hổ nhìn xem trên mặt đất hai cổ không có đầu dị năng giả thi thể, trong lòng nhịn không được kính để Lý Thanh Sơn Long Hổ Quyền. Thanh Sơn Long Hổ Quyền đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh hoàn cảnh. Một quyền này rất đẹp trai a, à, quy lực cũng rất cao nếu là một quyền này đánh vào ta hổ trên mặt, chỉ sợ cũng có thể để đầu của ta nở hoa. Chu Thiên Bá trong đầu ảo tưởng một cái hình ảnh, đầu của mình bị Lý Thanh Sơn đánh một quyền, không khỏi cảm giác hình ảnh rất là huyết tinh. Lưng mắt lạnh, Chu Thiên Bá lung lay hổ não, đem cái này ảo tưởng không thực tế lắc ra khỏi đầu đi. Bây giờ, đại chiến đã kết thúc. Tại biệt thự trong sân, đặt ngang bốn cái dị năng giả thi thể. Trong đó một cái dị năng giả, bị cự thú huyết hổ cắn nửa người. Một dị năng giả, trực tiếp bị cự đao chặn ngang chặt đứt, một phân thành hai. Hai cái dị năng giả bể đầu, trở thành không có đầu tồn tại. Chu thị người một nhà cùng với Lý Thanh Sơn chém giết bốn người này, phản phất là đang nói cho chung quanh nhìn chầm chầm các dị năng giả, các ngươi đừng nhớ thương lão tử vật tư, bằng không lão tử trực tiếp lấy đi tính mạng của ngươi. Rất nhiều dị năng giả thấy cảnh này, lập tức đều bỏ đi rơi mất trong nội tâm muốn ham chu thị một nhà vật tư ý nghĩ. Vật tư tất nhiên trọng yếu, thế nhưng là mệnh quan trọng hơn. Mất mạng, lại muốn nhiều vật tư có gì hữu dụng đâu rất nhiều gia đình dị năng giả đã đem cái này biệt thự này liệt vào khu vực nguy hiểm không thể dễ dàng bước vào đại gia kiên kỵ chu thị người một nhà không dám trêu chọc bọn hắn bên này chu thanh linh rất có kinh nghiệm nàng xe nhẹ đường quen giống như tìm tới quần áo sạch sẽ chu thiên bá chu xuyên hùng lý hãm mai ba người tìm một cái xó xỉnh ra khỏi dị năng nhanh chóng thay một chút sau đó người một nhà bọn họ tụ tập tại trong sân nhỏ bắt đầu thương nghị nên xử lý như thế nào những dị năng giả này thi thể. Trên người bọn họ giữ lại máu tươi, đem tiểu viện đều nhiễm đỏ, cái này nhìn rất là huyết tinh, cho người cảm quan mang đến một hồi mãnh liệt khó chịu. Thanh Sơn, hôm nay chúng ta giết dị năng giả, hơn nữa còn giết rồng rã bốn cái dị năng giả. Những thi thể này, nên xử trí như thế nào? Chu Xuyên Hùng chủ động hỏi thăm Lý Thanh Sơn ý tứ. Cái này bốn cái dị năng giả thi thể, cũng không thể một mực đặt ở trong sân, thực sự quá điềm xấu lý thanh sơn vẫn không nói gì một bên chu thiên bá lại là đoạt trước nói có thể làm sao đào xem bọn hắn thể nội có hay không tuôn ra nội đang cái gì hoặc xem có cái gì vật phẩm có giá trị nếu là không có gì cả liền đem bọn hắn ném tới bên ngoài thùng rác đến nỗi những vết máu này liền xử lý không tốt chỉ có thể trước tiên ném nói thời điểm chu thiên bá liếm láp cái khuôn mặt tươi cười nhìn về phía lý thanh sơn thanh sơn huynh đệ ngươi nhìn ta nói rất đúng sao những bước này quá trình chính xác sao lý thanh sơn sau khi nghe gật đầu một cái ứng tiếng nói không có gì mau bệnh bất quá những vị năng giả này thể nội có thể tuôn ra nội đang sao ta cảm giác bạo không ra dù sao đều không phải là thú loại đúng vậy a à. bên cạnh chu thanh linh phụ họa nói những vị năng giả này hiện tại cũng là nhân loại hình thái nếu là kiểm tra trên người bọn họ có hay không nội đang vậy cái này quá trình vô cùng đáng sợ ta xem nếu không thì trực tiếp đem bọn hắn ném đi liền tốt đào nội đang đây chính là việc khổ cực nếu là cái này bốn cái dị năng giả sau khi chết, toàn bộ đều là lấy cường đại dị thú hình thái gặp người, cái này còn dễ nói. Nhưng vấn đề, bọn hắn bây giờ hình thái là nhân loại bộ dáng. Chu Thanh Linh không muốn Lý Thanh Sơn khổ cực đi làm những chuyện này. Bởi vì, quá trình này chỉ là suy nghĩ một chút, đều để người cảm thấy máu tanh và buồn nôn. Mà Chu Thiên Bá nội đang ăn nghiện rồi, không muốn buông tha mỗi một mai nội đang. Cho nên, hắn kiên trì nói, những dị năng giả này, là nửa người nửa thú trạng thái, có lẽ trên thân là có thể tuôn ra nội đang. Cái đồ chơi này nhưng là phi thường hiếm hoi, không thể dễ dàng lãng phí. Liền thử một chút a, à, vạn nhất thật đúng là cho chúng ta tuôn ra nội đan nữa nha. Lý Thanh Sơn sau khi nghe, cẩn thận tự hỏi một chút, cảm thấy có đạo lý. Hắn còn không có nếm thử cho người ta hình thái dị năng giả cùng với nửa người nửa thú dị năng giả đã giải phẫu, không có nếm thử trên người bọn hắn đào nội đang Bây giờ Chu Thiên bá lời nói, cung cấp cho mình một cái không tệ mạch suy nghĩ. Có lẽ mình có thể bởi vậy nhận được một chút vật hữu dụng. Đến mức quá trình mà nói, lý thanh sơn làm người hai đời hoàn toàn có thể chịu đựng được trường hợp như vậy thanh sơn huynh đệ ngươi cảm thấy thế nào chu thiên bá ánh mắt rơi vào trên thân lý thanh sơn hỏi ý kiến của hắn mặc dù chu thiên bá niên kỹ so lý thanh sơn lớn nhưng mà hắn mặc kệ sự tình gì đều rất tình nguyện nghe một chút lý thanh sơn cách nhìn cùng ý kiến thử xem liền thử xem a à. thiên bá huynh đệ ngươi nói không sai có lẽ thật có thể để chúng ta tuôn ra cái gì vật hữu dụng đi ra lý thanh sơn khẳng định làm ra đáp lại chương 110, nửa người nửa ngưu nội Đan Lý Thanh Sơn cùng Chu Thiên Bá hai người đều đồng ý muốn xé ra những dị năng giả này thi thể, xem bên trong có hay không tuôn ra nội đan. Nhất là cái kia nửa người nửa ngưu dị năng giả, hai người đều cảm giác hắn có thể tuôn ra nội đan tỷ lệ tương đối lớn. Bất quá hình ảnh có thể sẽ rất huyết tinh. Thế là, Lý Thanh Sơn liền ra hiệu Chu Thanh Linh bọn người rời đi, Thanh Linh, ngươi đi theo thúc thúc cùng A Di đi vào chung trong phòng nghỉ ngơi. Chuyện còn lại, giao cho ta cùng Thiên Bá huynh đệ để hoàn thành liền tốt các ngươi nhớ kỹ khóa nhanh cửa sổ không cần nhìn lén chu thanh linh không phải thánh mẫu sau khi nghe nàng một đôi mắt đẹp thoáng qua kiên định tia sáng gật gật đầu chu thanh linh đáp lại nói thanh sơn lão ca vậy các ngươi chờ sau đó cẩn thận một chút nếu là có cái gì chỗ cần hỗ trợ hoặc chuyện gì xảy ra hướng thẳng đến trong phòng hô to chúng ta sẽ trước tiên đuổi ra hỗ trợ đi các ngươi đi thôi chợt lý thanh sơn đến trong phòng mang tới một chút đao cụ công cụ sau đó chu thanh linh cùng ba mẹ của hắn cùng một chỗ tiến vào trong biệt thự đồng thời tướng môn cửa sổ đóng kỹ thanh sơn huynh đệ không nghĩ tới tâm tính ngươi hảo như vậy không có chút sợ hãi nào loại tràn diện này chu thiên bá chớp mắt vài cái một bộ bộ dáng bội phục cái này không có gì hồi nhỏ phim ma đã thấy nhiều tự nhiên không sợ phim ma tự như là món đồ kia có thể so sánh những vật này hù dọa người nhiều hơn đúng vậy a à, từ cái kia dị năng giả bắt đầu lý thanh sơn đổi chủ đề nhìn quanh bốn phía một vòng đem bốn cái mất đi sức sống dị năng giả đều thấy một vòng ta đều có thể a canh đồng núi ngươi đối với cái nào dị năng giả cảm thấy hứng thú chúng ta liền từ hắn bắt đầu chu thiên bá nhún vai một bộ bộ dáng sao cũng được vậy thì từ cái này nửa người nửa ngưu dị năng giả bắt đầu không có vấn đề ta nghe lời ngươi an bài chợt lý thanh sơn chu thiên bá hai người đi tới nửa người nửa ngưu dị năng giả bên cạnh người dị năng giả này tên là dương giáp cường hắn là trong bốn cái dị năng giả thứ nhất liều mạng người, bị Chu Thiên Bá cắn đứt nửa người, tại chỗ mất đi sức sống. Thiên Bá huynh đệ, ngươi nói có hay không một loại khả năng, ngươi đem nó nửa người ăn hết thời điểm, đem nội đang cũng cho ăn. Lý Thanh Sơn vừa nói, một bên cầm sắc bén trường đao, bắt đầu ở dương giáp mạnh trên thân giảo động, không ngừng có máu tươi chảy ra, hình ảnh ác tâm đến cực điểm. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chu Thiên Bá lúc này lắc đầu phủ định, phục dụng nội đan, ta sẽ có trở nên mạnh mẽ cảm giác mà vừa rồi ta chỉ có no bụng bụng cảm giác ta cũng không có ăn hết nội đan ta đã biết ta tìm tiếp thanh sơn huynh đệ khổ cực ngươi rồi ta tại bên cạnh ngươi học tập cho giỏi có thể không có vấn đề lý thanh sơn chu thiên bá hai người bắt đầu bận rộn trong hai người lý thanh sơn là bận rộn nhất một người hắn giống như là một lão sư phó thỉnh thoảng sẽ giảng giải hai câu mang theo chu thiên bá tên đồ đệ này nhập môn cách đó không xa một chút cao tầng dị năng giả hộ gia đình Nhao Nhao có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Bọn hắn đang làm gì? Đem người đánh chết về sau, vẫn không quên chà đạp một lần thi thể. Ta đi, thật là đáng sợ a, à, bọn hắn loại hành vi này quả thực là quá máu tanh. Làm như vậy cố ý, vẫn có mục đích. Có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt gì? Muôn ngàn lần không thể đắc tội những người này, bằng không thì chết về sau đều sẽ bị kéo ra ngoài nghiền xác. May những dị năng giả này toàn bộ đều là nam, nếu không, có thể sẽ bị nhân lúc còn nóng cho những thứ này ăn dưa dị năng giả, có chút hiếu kỳ Lý Thanh Sơn cùng Chu Thiên Bá hành vi, muốn biết làm như vậy chỗ tốt. Mà có chút dị năng giả lại cho rằng Lý Thanh Sơn cùng Chu Thiên Bá thuần túy là biến thái, bây giờ đang tại trả thù những dị năng giả này thi thể, đơn giản phát rồ, là điên rồ. Mà chính là hai người loại này bạo lực cử động, khiến cho rất nhiều dị năng giả đều bỏ đi ý niệm, không dám đối phó người một nhà này. Sinh mệnh chỉ có một đầu, bọn hắn cũng không muốn tại dưới nắm tay của Lý Thanh Sơn đem sinh mệnh cho nở rộ. Bên này lý thanh sơn trải qua một phen cố gắng sau đó hắn rút cuộc tìm được dương giáp cường thể bên trong một cái cứng rắn nội đan tay phải luồn vào đi lý thanh sơn nhanh chóng tìm được vị trí của nó hơn nửa kẹp ở chính mình trong kẻ ngón tay lấy ra ngoài cái này nội đan vào tay cho người ta một loại thô ráp cảm giác có chừng ngón cái nắp kích cỡ tương đương không nghĩ tới lại còn thật có tuôn ra nội đan khổ người còn không nhỏ chỉ có điều tầng ngoài thô ráp dường như đang về chất lượng kém cỏi rất nhiều lý thanh sơn thầm nghĩ trong lòng có chút không nghĩ tới Đồng thời, hắn dùng khe hở kẹp chặt nội đan, lặng yên không một tiếng động vứt xuống ngực mình trong quần áo. Bên ngoài bây giờ thế nhưng là có từng đôi mắt nhìn chằm chằm đâu, Lý Thanh Sơn không muốn để cho mọi người thấy nội đan. Chờ trở về trong phòng về sau, ta mới hảo hảo tường tận xem xét. Lý Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng. Thanh Sơn huynh đệ, ngươi vừa rồi động tác này. Đây là có. Chu Thiên Bá hai mắt tỏa sáng, thấp giọng dò hỏi. Có. Lý Thanh Sơn chắc chắn trả lời có, Thanh Sơn huynh đệ, ngươi có. Ha ha ha. Chu Thiên Bá trên mặt khó che giấu vẻ hưng phấn. Chu Thiên Bá không nghĩ tới, cái này nửa người nửa ngu dị năng giả thể nội lại có thể tuôn ra nội đan, may chính mình cùng Thanh Sơn huynh đệ giữ vững được tiếp, còn tốt không hề từ bỏ. Nhìn về phía Lý Thanh Sơn ánh mắt, Chu Thiên Bá càng thêm thích cùng thuận mắt. Nghe Chu Thiên Bá lời nói, Lý Thanh Sơn khóe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái, trong lòng tự nhủ, cái gì gọi là có. Ta có. Lời này cổ quái như vậy như vậy vội ho một tiếng, Lý Thanh Sơn mở miệng nói ra, thiên bá huynh đệ, vững vàng, đừng biểu hiện quá hưng phấn, này lại để cho người ta sinh ra hoài nghi. Hảo! Ta hiểu rồi, ta này liền thu liễm nụ cười. Chu thiên bá lên tiếng. Mặc dù hắn đem chính mình tâm tình vui sướng, kịp thời thu vào. Nhưng mà, mới vừa rồi còn là có không ít lanh mắt dị năng giả, chú ý tới Chu thiên bá nét mặt hưng phấn. Bất quá, những dị năng giả này cũng không có vì vậy sinh ra hoài nghi, mà là đem chu thiên bá xem như từ đầu đến đuôi điên rồ quả thực là người điên vậy mà hướng về phía cái này chán ghét thi thể bật cười quá kinh khủng tâm lý có vấn đề chu thiên bá hưng phấn bị hiểu lầm đây là trong bất hạnh vạn hạnh thanh sơn bây giờ kiểm tra cái này bị ngươi đánh nát đầu dị năng giả cơ thể a ta nhớ được hắn vừa rồi trên đỉnh đầu tóc đã biến thành từng cái màu đen trường xà hắn dị năng giả hẳn là cùng hắc xà có quan hệ có lẽ chúng ta có thể từ trên người hắn có thu hoạch chu thiên bá đề nghị hơn nữa đưa tay chỉ một bên một bộ không có đầu dị năng giả thi thể hắn thấy đây là tuôn ra nội đang tỷ lệ lớn nhất dị năng giả trước tiên từ xác suất lớn dị năng giả trên thân hạ thủ cuối cùng mới là xác suất nhỏ dị năng giả làm như vậy mới là bắt được sự vật trọng điểm cùng hạch tâm mà không lẫn lộn đầu đuôi đi thiên bá huynh đệ ta nghe lời ngươi lý thanh sơn lên tiếng hơn nữa hướng đi cái kia không có đầu dị năng giả thi thể